Cùng với xu hướng phát triển của thế giới, người Việt ngày càng chi tiêu mạnh tay hơn cho các dịch vụ cao cấp, các tour du thuyền 5 sao hay các tour đến các nước phát triển như Úc, Canada, châu Âu, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, visa Mỹ vẫn được xem là một rào cản lớn khi có rất nhiều thông tin không chính xác, dẫn đến việc người xin visa hoang mang không biết chọn đâu là nơi uy tín để được hướng dẫn xin visa đúng cách. Điều quan trọng nhất khi đi phỏng vấn Mỹ đó là mục đích và rõ ràng thông qua cái sự mà chuẩn bị từ cái khâu mà khai hồ sơ ban đầu. Điều này rất là quan trọng ha, hồ sơ của mình có sao thì mình cứ nói như vậy thôi. Không nên làm giả những cái giấy tờ, hồ sơ giấy tờ, chẳng hạn như là mình nhờ người thân hoặc là nhờ bạn bè xác nhận cái công việc làm của mình, hoặc là che giấu những cái thông tin người thân của mình bên Mỹ. Điều này là không nên. Không phải nhất thiết là bạn phải là chủ doanh nghiệp thì mới có thể được cấp visa Mỹ, còn khi bạn chỉ là người giúp việc thì không được cấp visa. Điều này hoàn toàn không phải như vậy. Trung thực, không che giấu thông tin và không làm giả hồ sơ giấy tờ, đó là những cái yếu tố quan trọng nhất khi bạn xin visa Mỹ. Nếu như bạn thật sự muốn đến với đất nước Mỹ, bạn cứ chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, nói đúng với những gì bạn đang mong muốn, thậm chí có thể viết tâm thư cho lãnh sự quán cũng được nữa. Nhưng một điều rất quan trọng mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua, đó chính là bạn hãy tìm một công ty thật sự đáng tin cậy để họ giúp đỡ mình trong việc chuẩn bị hồ sơ. Họ sẽ lắng nghe bạn và họ sẽ đem đến cho bạn những điều kiện cần và đủ. Còn lại là một chút may mắn của bạn khi phỏng vấn cùng với lãnh sự quán thôi. Khi bạn hội đủ tất cả những điều đó rồi thì ông nghĩ rằng là ước mơ đến Mỹ không phải là một điều quá xa vời. Ngoài việc tư vấn hỗ trợ cho hàng ngàn du khách đậu visa đi Mỹ, Chìa Khóa Du Lịch còn là một trong những đơn vị lữ hành đi đầu trong việc cam kết hoàn 100% phí phỏng vấn nếu bị từ chối visa, như một lời khẳng định trách nhiệm của công ty đối với hồ sơ phỏng vấn của từng khách hàng. Bên cạnh đó, du khách cũng nên chủ động visa càng sớm càng tốt bằng cách hãy lên kế hoạch chuyến đi từ sớm. Hiện tại visa Mỹ được cấp có hiệu lực 1 năm, khi visa hết hạn, du khách có thể gia hạn visa mà không cần phỏng vấn.